Xin chào các bạn nhé. Trong video lần này thì tôi có tham quan di tích lịch sử rất là hay và nổi tiếng, đó là chùa Trầm nhé. Hiện tại thì tôi đang đứng ở bên ngoài cổng của chùa Trầm, quay cho các bạn xem từ tấm biển đi vào. Đây là cổng chính, là lối vào chùa Trầm nha các bạn nhé. Khu di tích lịch sử chùa Trầm. Di tích này đã được xếp hạng cấp quốc gia rồi đây. Và đây cũng là nơi quân đội ta đặt là trụ sở kháng chiến thời kháng chiến chống Pháp vậy cả. Chính xác hơn là trụ sở của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi cất kêu gọi là toàn quốc kháng chiến sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Đấy. Vẫn có cái tượng đài tưởng niệm. Đấy. Bạn đi vào thì lối vào thì có cái chỗ gửi xe đấy. Các bạn thì gửi xe đây, 5.000 thôi. Chùa Trầm thì vé vào cửa miễn phí nhé. Các bạn có thể mua hương khói hoặc là những đồ lễ để thắp hương. Cầu tài cầu lộc trong này, trong này có cả đền mẫu nữa. Đền mẫu này, chùa Long Tiên, động Long Tiên. Đây là chùa Trầm. Chùa thì được tôn tạo lại rồi, rất là khá mới nhá. Nối vào chùa Trầm, chùa thì nhỏ như thế này thôi. Chùa thì nằm sát với mép núi Trầm nhá, ngay phía bên dưới thôi. Cây cối rất là xanh tươi. Toàn những cây cổ thụ to đây. Đấy. Khuôn viên thì rất là sạch sẽ, rộng rãi, yên tĩnh. Khu vực núi Trầm là nơi mà các bạn trẻ gần Hà Nội thì đến cắm trại picnic cuối tuần rất là đông. Mọi người thường hay lên đấy nướng gà rồi là ăn uống ở trên đấy. Còn chùa Trầm này thì địa chỉ ở xã Phụng Châu nhé, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Các bạn xuất phát từ trung tâm Hà Nội đến thị trấn Trúc Sơn theo đường quốc lộ 6 ấy, xong hỏi đường vào xã Phụng Châu, khu núi Trầm ấy, là cách đấy khoảng vài cây thôi là đi vào ấy. Từ trung tâm thị trấn mà đi vào khu núi Trầm thì nhìn khác hẳn ngay, chỗ khu này nó còn quê lắm, quê mùa lắm. Đây thì đang mới xây dựng thôi, vẫn còn đang sửa chữa lại này, trang trí lại. Đây là Tam Bảo, Tam Thế Phật này. Nói chung là khuôn viên của chùa Trầm thì nó chỉ nhỏ thôi. Chùa thì cũng nhỏ thôi, mới được xây dựng lại thôi. Cũng không có gì là... Không có nhiều thứ để quay lắm, tôi sẽ ra ngoài. Tại vì trong đấy người ta đang làm việc. Đây, khuôn viên chùa Trầm rộng như này mà. Chỗ đằng xa xa là đầm sen nhé. Chỗ này thì nhà cửa ít lắm. Nhà cửa tập trung khu dưới thôi, khu Long Châu Miếu ấy. Chỗ này thì có cái tảng đá thì người ta cũng cắm hương này. Chắc là nhìn giống linh vật gì ấy. Ngay bên cạnh đỉnh núi Đá Vôi này, chùa Trầm. Đấy, cái tảng đá này nhìn cũng giống một con lân. Rất giống con lân. Cái lên gạch rồi là rêu mốc mà. Trông rất là cổ kính. Đây chỗ này. Chỗ này giống như, đây là một cái miếu này đặt bia. Trên kia thì cũng có tòa tháp này. Tháp ngay trên dưới chân núi này. Trong này có một bức tượng rất là nhỏ. Bức tượng này hình như là gãy đầu hay sao ấy. Nhìn nó không được tự nhiên cho lắm. Tôi nghĩ bức tượng này bức tượng mới thôi. Đây là vách đá này, ngay trên này là núi Trầm đây. Các bạn có thể lên núi Trầm để chinh phục đỉnh núi nhé. Ngày trước người ta lổ đá nhiều, đâm ra là núi nó còn bé lại đấy. Chứ cái dãy núi Trầm này nó to lắm, đi cả ngày không hết được các đỉnh đó. Và lối đi chính lên núi Trầm là cái lối đi ở chùa Trầm này nhé. Này, đường lên núi này.
Đây chính là cái lối đi chính để lên đỉnh núi Trầm. Từ thời ngày trước là người ta đi lối này để lên đỉnh núi Trầm này. Sau này chỗ đằng khu cây gạo kia thì có cái lối đi mới nó dễ hơn. Mà mọi người hay ra đấy cắm trại các thứ thì người ta đi cái lối đi đấy nhiều hơn, còn lối đi này thì ít người đi rồi. Trên này còn khá nhiều miếu và những cái tòa bảo tháp cả, nơi cất giữ tro cốt của các vị thiền sư trước kia là tu ở đây. Đây, cây cối rất rậm rạp, giống như một hệ sinh thái núi đá vôi vậy. Còn kia như các bạn nhìn thấy, đó chính là cái tượng đài tưởng niệm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch vào năm 1945 là giải phóng, 1946 hay sao vậy? Tôi cũng không nhớ sự kiện lịch sử này lắm, vì cái thời gian mà thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta mà. Chỗ này thì có một cụ rùa nhá, ngay trên đá thôi, một viên đá khá giống cụ rùa và được các thợ tạo khắc lại giống hệt như Long Quy luôn này. Đấy. Đó. Cũng có bát hương cả, trấn ngay gần cây đa. Đấy, cây đa dễ mọc tùm này, chi chít luôn cả. Cái loại đa này thì mọc dễ khủng khiếp lắm ạ. Cái sức sống của nó rất là mãnh liệt. Kia là hướng ra nhìn đền Mẫu nhé. Đền thờ Mẫu ấy, Tam Tòa Thánh Mẫu, Mẫu Liễu Hạnh. Bên kia thì chùa thờ Phật, bên này chùa thờ Mẫu. Còn bên trong này là động Long Tiên nhé. Đây, đi chùa Trầm chắc chắn là các bạn sẽ được tham quan động Long Tiên này, không thể bỏ qua được cái địa điểm này. Nơi đây còn có một cái khu gọi là khu hang động này, dẫn vào một cái lối đường hầm rất là sâu, mà nơi đây trước kia là bộ đội người ta để làm nơi trú ẩn và lưu trữ kho tàng ở trong này. Thì cái này đường vào thì tôi cũng không rõ đâu, tôi chỉ có loáng thoáng nghe được thôi, tại vì gần khu núi Trầm này là cũng có doanh trại quân đội mà, và có cái kho tàng trong này. Trong này thì khá nhiều gian thờ, các bạn thông cảm là rất là tối nhé, tôi phải đặt pin tôi soi. Tượng Di Lặc, tượng Phật Di Lặc này được mọi người xoa vào bụng đến nhẵn hết cả bụng rồi, không biết là xoa có được nhiều tiền không. Rất nhiều tượng Phật trong này. Trong này thì tôi thấy không thấy có điện, bát hương các thứ đầy đủ, tượng Phật rất nhiều nhé. Camera thì quay tối nó hơi bị nhiễu, do vậy là các bạn cũng thông cảm, hình ảnh nó không được sáng và rõ nét cho lắm. Cái chính là các bạn có thể hình dung được cái cảnh quan toàn bộ khu vực chùa Trầm này. Đây, tôi muốn truyền đạt lại cho các bạn xem. Đây, đây là những bức tượng Phật giống như là những bức La Hán vậy. Ở đằng trước, đây đằng sau thì có đèn kìa, tối mịt mù luôn. Soi lên trên trần tối quá. Trên cũng có lỗ thông thiên đấy nhá. Nhưng mà những cái lỗ giếng trời rất là nhỏ thôi, nó không giống như động Hoàng Xá đâu. Động Hoàng Xá cái giếng trời to lắm. Động Hoàng Xá thì cũng gần đây thôi, ngay ở khu vực thị trấn Quốc Oai, cách đây khoảng hơn chục cây thôi. Tôi cũng rất thích đi mấy địa điểm này, ngoài chùa Trầm này, núi Trầm ra các bạn có thể đi là chùa Vô Vi này, cũng ngay bên cạnh đấy thôi, khoảng mấy trăm mét, rồi ra đình Tiên Nữ, chùa Trăm Gian, đấy xa hơn là động Hoàng Xá, đình So này. Riêng cái khu vực này thì khá nhiều đỉnh cổ. Đấy, cái khu cái giếng trời này coi như là một cái hốc đá nó dọi xuống này. Trong hang này thì mát hẳn luôn nhá, không khí khá là ẩm ướt. Đây,
mọi người để rất là nhiều tượng Phật trong này. Tiếc là không có ánh điện đây, không giống như Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng, nơi lúc nào có điện thắp sáng rất là đẹp. Ở đây thì ít người hơn, có thể là do nguồn kinh phí không có mà lượng du khách đến cũng ít này, thông ra là cũng chỉ được như thế này thôi. Đây, bức tượng Phật nằm đây. Đằng trên cũng có nhũ đá nhé, và tượng Phật đằng trên, trên cao. Động Long Tiên này thì cũng có nhiều sự tích lắm. Thì những người hướng dẫn du lịch ở đây người ta biết nắm rõ, chứ tôi thì thực ra cái câu chuyện đấy nó cũng mỗi người kể một kiểu, thực ra là tôi không thường thuật lại. Các bạn cứ đến chùa Trầm mà xem, kiểu gì cũng sẽ có người mời chào bạn. Trước đây gần khu vực đền Mẫu thì có một cái cô đồng ấy, hay xem bói toán, nhưng mà cái cô đồng đấy thì được công an dẹp rồi, tại vì họ làm quá lố, lợi dụng tự do tín ngưỡng để làm những điều không tốt, do vậy đã bị công an bắt. Và hiện tại xung quanh khu vực chùa Trầm, núi Trầm, chùa Vô Vi thì vẫn còn một vài đối tượng nữa, những đối tượng có thể là bất hảo. Đây là khu bên trong này. Đấy, có những cái cổng sắt đây kìa. Đấy, cổng sắt kia là không được vào đâu. Có cửa sắt này. Đây, lối đi xuống này. Tối quá, không nhìn rõ. Rõ ràng là đèn chiếu rất là công suất rất nhiều rồi. Không rõ được, cứ mờ mờ ảo ảo thôi. Trong này chắc là không có rắn rết gì đâu, tại vì cũng nhiều người đi đi lại lại rồi. Sỏi mãi bên trong tối quá nên tôi đi ra ngoài đây. Đây, lối nhìn ra ngoài động này. Nhìn phải sáng sủa tí chứ. Đây. Bên này thì cũng là tượng Phật này, rất là nhiều nhá. Tượng Phật và các vực đấy kia con lối đi vào trong kìa, một cái hốc đi vào trong. Chuông thì để ở đây, treo ở trên vách đá. Nhũ đá này rất là cứng và chắc nhá, đá vôi mà trải qua rất nhiều năm nhũ đá. Tuy nhiên là khu vực trên đỉnh núi thì không còn nhiều cây nữa, nên nếu có nhiều cây ấy, thực vật nhiều thì khu vực dưới này rất là nhiều nước. Ôi, giật cả mình. Đây, người ta còn tạc cả những khuôn mặt tượng này. Chỗ này thì thấy cái ông hướng dẫn viên, ông ấy thò tay vào, ông ấy gõ cái gì ra tiếng kêu ấy. Tôi cũng không rõ được, không biết là ông ấy dùng cái thủ thuật gì cả. Thôi, tôi cũng không thò tay vào đâu cả. Ông ấy hướng dẫn rồi, ông ấy nói một tràng đại hải luôn. Lại đi vào trong đây thì ông ấy bảo là khu vực là suối tiên, nước thánh này. Tối om. Soi xa thì cũng không thấy gì cả. Tối quá. Thôi đi ra ngoài. Đây là đền Mẫu này, vẫn là những cây đa này. Cây cổ thụ rất là cao. Tôi sẽ không ra đền Mẫu nữa, tại vì chỗ này thì cũng không có gì để quay lắm cả. Chỉ có gian thờ Thánh Mẫu ở đấy thôi. Thì video đi khám phá chùa Trầm của tôi xin kết thúc ở đây nhé.
các bạn thấy video hay và bổ ích thì các bạn ấn đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Đấy, tôi quay lại cận toàn bộ cái quang cảnh của núi Trầm, khu chùa Trầm cho các bạn xem. Đấy, nó chỉ đến như vậy thôi, diện tích rất là nhỏ thôi. Các bạn có thời gian thì hãy ghé thăm khu vực này, dạo quanh. Thì khu vực này nhìn cảnh làng quê rất là hay, nhất là mùa hoa gạo. Quanh đây nhiều cây gạo đẹp lắm. Xin chào các bạn nhé.